Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Minh Hiệp, nguyên trưởng ban quản lý khu công nghiệp công nghệ cao, hiện là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân, giám đốc công ty Vạn Phát về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Ngày 31 tháng 7, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký ban hành quyết định số 1236 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 31 tháng 7 năm 2024 về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho ông Phạm Văn Nghiêm, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024. Trong cùng ngày 31 tháng 7, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ký ban hành quyết định số 1234 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ông Trần Trung Dũng, Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình đã có quyết định lập đoàn thanh tra để làm rõ vụ việc phụ huynh tố cáo những bất thường về điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Thời hạn thanh tra kéo dài 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 11 người, trưởng đoàn là ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình. Tham gia cùng đoàn thanh tra có 2 cán bộ công an tỉnh Thái Bình. Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký công văn số 2879 về việc thanh tra đột xuất việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Căn cứ kết quả cuộc họp của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình theo quy định của luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Nội vụ Thái Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra, bảo đảm theo quy định. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến những bất thường điểm thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình được dư luận quan tâm trong những ngày vừa qua. Trước đó, dư luận đặt nghi vấn công tác chấm thi ở kỳ thi này với nhiều bất thường về điểm thi. Trong đó nhiều bài thi, nhất là môn toán và ngữ văn, tăng vọt điểm số sau phúc khảo, khiến kết quả thi không phản ánh đúng thực lực của học sinh. Trong đó, nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 điểm, nhưng sau khi phúc khảo, kết quả nâng lên 9 điểm. Ngoài ra, có thí sinh từng đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng điểm thi môn toán chỉ được 5,5 điểm. Kết quả phúc khảo môn toán của nam sinh được 9,5 điểm. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng số 26, truy tố trước Tòa án Nhân dân đối với ông Đoàn Văn Thanh, nguyên đại tá, trưởng công an thành phố Mỹ Tho,
và hai thuộc cấp là Võ Trần Trí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Đoàn Văn Thanh là trưởng công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã lợi dụng chức vụ được giao, nên khi có người thân của người vi phạm hành chính xin giảm nhẹ hình thức xử phạt thì ông Đoàn Văn Thanh có bút phê vào biên bản vi phạm hành chính để chỉ đạo phạt cảnh cáo thay vì phải xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền, không đúng với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cùng hành vi phạm tội với ông Đoàn Văn Thanh còn có hai đồng phạm là thuộc cấp gồm Võ Trần Trí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh. Cụ thể, khi người vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát trật tự công an thành phố Mỹ Tho lập biên bản vi phạm hành chính, xác định rõ từng lỗi vi phạm hành chính như xe vượt tải trọng, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông. Ông Đoàn Văn Thanh đã chỉ đạo phạt cảnh cáo 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 650 triệu đồng. Trong đó, tại đội cảnh sát giao thông, 182 hồ sơ với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng. Đội cảnh sát trật tự 53 hồ sơ với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Đối với Võ Trần Trí Công là cán bộ phụ trách tổ xử lý tại đội cảnh sát giao thông đã không đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tự trả hồ sơ cho người vi phạm. Trường hợp dù đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng Công cũng không triển khai xử phạt tiền, gây thiệt hại hơn 385 triệu đồng. Đối với Phạm Thị Quỳnh Anh, cán bộ phụ trách đội cảnh sát giao thông từ năm 2015 đến năm 2016 cũng có những vi phạm tương tự, gây thiệt hại trên 164 triệu đồng. Hành vi của Đoàn Văn Thanh, Võ Trần Trí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh đã vi phạm tại Điều 12, 16 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an thành phố Mỹ Tho thời điểm đó đã chỉ đạo không xử phạt 3 trường hợp với số tiền 20,7 triệu đồng và đã nộp lại số tiền sai phạm. Đoàn Văn Thơ, Phó trưởng Công an thành phố Mỹ Tho chỉ đạo không xử phạt 34 trường hợp gây thiệt hại 36,5 triệu đồng và đã nộp lại số tiền vi phạm. Dương Quốc Tân, cán bộ xử lý tại đội cảnh sát giao thông, do thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Mỹ Tho không xử phạt tiền 11 trường hợp gây thất thu gần 21 triệu đồng nên 3 cá nhân trên không bị xử lý hình sự. Về trách nhiệm dân sự đến nay, ông Đoàn Văn Thanh đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại là hơn 650 triệu đồng. Đoàn Văn Thơ đã nộp gần 37 triệu đồng và Nguyễn Hồng Kỳ nộp gần 21 triệu đồng. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 cá nhân này. Tuy nhiên, vụ việc kéo dài đến nay đã gần 2 năm. Cơ quan tố tụng mới hoàn tất các thủ tục truy tố để đưa ra tòa án xét xử, xử lý theo các quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Hạnh Phúc, 48 tuổi, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, bị can Nguyễn Hạnh Phúc đã làm giả giấy ủy quyền, chữ ký của chủ đất, rồi gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau chứng thực để nhận 3 nền đất ở khu đô thị mới NH thuộc xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Năm 2021, tại thời điểm đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm, ông Nguyễn Hạnh Phúc bán số nền ở khu đô thị mới NH cho người khác với giá 2,5 tỷ đồng. Trước đó, vợ chồng ông TXV ngụ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hạnh Phúc và nhiều người khác đến cơ quan chức năng về hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vợ chồng ông TXV có phần đất với tổng diện tích 5.200m2 ở ấp Bà Điều. Giữa tháng 3 năm 2004, nhà nước thu hồi phần đất trên để làm khu dân cư. Hơn một năm sau, vợ chồng ông TXV thỏa thuận hoán đổi đất với công ty cổ phần NH, chủ đầu tư khu dân cư, bằng cách giao cho công ty hơn 2.300m2 đất ruộng và nhận bồi thường 263m2 đất thổ cư đã có cơ sở hạ tầng. Theo thỏa thuận, vợ chồng ông TXV nhận hai nền có tổng diện tích 300m2, phần chênh lệch diện tích 37m2 đất thổ cư phía công ty trích thưởng cho ông V. Ngày 10 tháng 7 năm 2005, vợ chồng ông V bàn giao đất cho công ty, thế nhưng đến nay, sau nhiều lần yêu cầu, công ty cổ phần NH vẫn không bàn giao phần đất hoán đổi như đã thỏa thuận. Ngày 6 tháng 4, đại diện công ty thông báo cho vợ chồng ông TXV phần đất hoán đổi được vợ chồng ông làm giấy ủy quyền cho người khác lấy 3 nền đất và đã được Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm chứng thực. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng vụ án điều tra làm rõ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.